muốn anh hãy giới thiệu về mình thêm một lần nữa về công việc của mình. Anh làm công việc này bao lâu rồi và kỷ niệm nào đáng nhớ trong công việc của anh? Có lẽ là chương trình này tôi nói thì tất cả các bạn phải buồn, bởi vì chương trình đúng ra phải có những nụ cười. Nhưng mà đối với tôi là công việc cứu hộ tình nguyện thì ngày nào tôi cũng phải có một kỷ niệm buồn, phải có một người ra đi, phải có một người phải là thương tật vĩnh viễn, bởi vì là tai nạn, đuối nước, hỏa hoạn và phụ nữ khi không có tiền để mà sanh đẻ, hoặc là người đó rơi vào tình trạng là bị bệnh mà không có tiền điều trị, tất cả thì do chính tôi vận động từ tất cả bạn bè trong và ngoài nước, và tính thân bản thân tôi và tất cả đồng đội hơn 60 người sẽ trợ giúp cho tất cả những hoàn cảnh đó. Và riêng tôi thì có một kỷ niệm là em tôi không may đã phải ra đi từ khi tôi còn bé. Cho nên kỷ niệm đó. Đó là động lực để cho tôi cứu giúp mọi người khi mọi người cần tới. Tính tới thì thời điểm này, từ khi thành lập là 30 tháng 4 năm 2014 cho đến nay thì đã đưa cấp cứu trên 8.000 trường hợp. Thì từ vụ việc mà các bạn đã coi trên YouTube, trên Facebook về việc mà một em gái ở Bến Tre chạy trên chiếc xe mà taxi vừa quẹo mà chạy tông và đập đầu vô cái cống nước không ai cứu, trong khi đó rất nhiều người đã đến đó. Nhưng tôi xem cái cảnh đó mà tôi phải khóc, bởi vì tôi nghĩ là nếu mà như tôi ở bên gần đó thôi thì có thể là tôi có thể là đem lại sự sống cho em đó. Và tôi quyết định là cuối tháng 12, tức là đầu tháng 1 năm 2020, tôi sẽ xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện giờ tôi đã sẵn sàng hai chiếc cấp cứu, đó là mang tên đội cứu nạn giao thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ ra đời để giúp đỡ bà con trong những lúc bà con bị nạn. Vâng, như vậy là anh sẽ chính thức ra mắt đội cứu nạn giao thông. Và đội cứu nạn giao thông của anh hiện nay có bao nhiêu người đến lúc này chị ạ? Vâng, hiện giờ thì trên tại tỉnh Tây Ninh thì mình có trên 60 thành viên rải rác trên tất cả địa bàn tỉnh Tây Ninh và các huyện. Vậy thì các anh sẽ lấy kinh phí hoạt động như thế nào? Nói về kinh phí hoạt động thì những trường hợp mình muốn cần giúp đỡ, ví dụ như là hai ngày trước có một phụ nữ là chồng bị không may là bị ung thư mất, thì bị người vợ bị cha mẹ chồng ruồng bỏ, rồi cuối cùng phải bỏ đi lang thang và rơi vào tình trạng là bị không ổn định về mặt thần kinh. Đó, trong tình trạng đó là không còn tinh thần nữa, và đến khi mà không biết làm sao mà đi tới Tây Ninh và có dấu hiệu xanh, cuối cùng thì anh em đội thông báo là mình lập tức là cho anh em đội phải chuyển vào bệnh viện. Thì chuyển vào bệnh viện trong vòng 3 phút thì là phụ nữ đó đã sanh và mới vừa ra đời một bé trai kháu khỉnh. Thì toàn bộ số tiền đó thì mình đã vận động từ cái quỹ có sẵn, quỹ có sẵn đó để mà rút kinh phí ra để đóng tiền viện phí, tiền sữa, tiền tất cả, nói chung là giúp đỡ trong lúc nguy kịch nhất. Và bây giờ sẽ là lúc mà tôi tin là nhiều khán giả đang xem muốn biết là nếu như gặp những hoàn cảnh như vậy thì làm thế nào để tìm tới các anh? Các anh có số điện thoại liên lạc hay là có một cái nơi nào đó để mọi người tìm tới không ạ? Vâng, thì chắc có lẽ là trong số ở đây thì có ai cũng vẫn biết. Cứ lên YouTube thì ra là Hiệp sĩ Đặng Văn Phúc hoặc là Đội Cứu Nạn Giao Thông Tây Ninh Đặng Văn Phúc thì tất cả là sẽ ra. Vâng, và một tràng pháo tay ạ. Dạ, thiệt ra thì em nghe câu chuyện cũng rất xúc động. Tại vì chị em tụi em thì bình thường là đi làm mỗi ngày, không có quá nhiều thời gian để mà tiếp xúc đến những cái hoàn cảnh mà mình cần giúp đỡ. Cho nên em nghĩ là có những cái đội hiệp sĩ như là của anh và những cộng sự của anh thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời trên thế giới này. Thiệt ra thì em cũng có chút xíu quà, em nghĩ nó không là gì hết, nhưng mà em hy vọng nó sẽ giúp đích được cho anh cũng như là cái quỹ của mình có thể hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh nào cần giúp. Chắc em xin phép em xin đóng góp một chút xíu phần quà của em, là chắc em sẽ gửi cho vào quỹ của mình 10 triệu nha anh. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn anh nhiều. Dạ, cảm ơn các anh đã giúp tụi em làm những cái việc này. Dạ, cảm ơn các anh nhiều lắm. Xin cảm ơn anh một lần nữa. Chúc anh thật nhiều sức khỏe ạ. Hẹn gặp lại anh một ngày gần nhất.